Chào buổi sáng hai chào bé. Buổi sáng, mẹ. Chào buổi sáng ông bà cô chú. Chào buổi sáng ông bà cô chú. Con đi học. Con đi học. Hôm nay con đi học bằng cái gì con nói ông bà cô chú nghe coi. Con đi học bằng xe đạp. Vui quá. Chị Hai rồi quá. Hôm nay là ngày đầu tiên chị Hai đi học, chị Hai sẽ được đi xe đạp một mình đến trường. Mà cũng không phải một mình nữa, đạp một mình thôi, nhưng mà ba mẹ sẽ đi kế bên chị Hai. Yeah. Con thương bà cô chú, con đi học đi. Con thương bà cô chú, con đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên chị Hai sẽ tự đi học, đạp xe đạp đi học nè ông bà cô chú anh chị ơi. Nhưng mà ba Mít cũng đi theo để xem coi em chạy như thế nào á. Hôm nay trời lạnh lắm rồi, mùa thu rồi, sáng sớm là coi như là có 8-9 độ à. Trời bối sang, con nhẹ, con gái giỏi quá. Con gái giỏi quá, hôm nay anh Mít anh tự hào lắm, con gái lớn rồi, con gái tự đi học được rồi. Bye bye. Bye bye con, chị Hai chạy cẩn thận nha. Đã vô sáng ông bà cô chú. Con mới dậy. Alice ngủ ngon không? Không. Không ngon hả? Tại sao vậy? Lít mơ thấy lít làm gì mà lít ngủ không ngon vậy? Tội nghiệp lít quá ông bà cô chú anh chị ơi, lít ngủ không có ngon à. Hỏi ông bà cô chú ngủ ngon không? À, bà cô chú ngủ ngon không? Dạ, ông bà cô chú ngủ ngon không? Alice ngủ không có ngon nè. Tội nghiệp, Alice dễ sợ luôn à. Chị Hai chị ba đi học rồi, con có nhớ chị Hai chị ba không? Con nhớ chị Hai chị ba. Ồ, Alice nhớ chị Hai chị ba. Alice là chỉ có sổ mũi chút xíu thôi đó. Mà nghỉ cho Alice nghỉ một tuần lễ ở nhà luôn, Alice quậy nè. Ok, thôi đi vô đây mẹ làm đồ ăn sáng cho Alice nha. Chị Hai chị ba đi học chút xíu nữa, chị Hai chị ba về. Hey papa, bubbly de fugu frukos. Trứng gì? Anh Mít ảnh chiên trứng ông bà cô chú anh chị ơi. Hôm nay Lít không có Lít với Mít không có đi học đi làm. Lít sẽ nấu đồ ăn sáng, mà ta nói ăn sáng ở bên Thụy Điển là toàn là ăn bánh mì, trứng chiên hoặc là nấu cháo ngũ cốc thôi. Nè anh đang nấu cà phê á. Cà phê nấu theo phong cách của nhà ông Mít là nấu nước sôi lên trước, khi mà nước sôi rồi thì đổ cà phê vô rồi tắt lửa rồi đẩy ra một bên, không thôi cà phê nó sẽ bị chua. Cái cà phê ở bên Thụy Điển này á là nó khác với cà phê ở Việt Nam. Cà phê Việt Nam thì có cacao, có gì lum lá hết, nó thơm lắm. Còn cà phê bên đây á, nếu mà mình nấu không đúng cách á, nó sẽ bị chua lắm. Rồi Lít đi lên ngồi đi, ba lấy cho con ăn kìa. Ăn bánh mì hoài ngán quá cả nhà ơi, cho nên hôm nay là mình quyết định là sáng ngày hôm nay mình sẽ làm xôi đậu đen ăn. Nhớ lại hồi xưa lúc ở Việt Nam á, lúc mà đi học cấp 3 đó, sáng bữa nào cũng ăn xôi, ăn mà ghiền á cả nhà. Có 10.000 một bịch xôi à, mà rất là bự luôn, ăn là no cả ngày luôn. Ngày hôm qua là mình đã nấu đậu rồi, mình đã ngâm nếp rồi, thì bây giờ mình sẽ đồ xôi nè. Nãy giờ là đồ cái xôi mà Alice nó quậy quá cho nên nó hả không có quay được cho ông bà cô chú xem. Thì ở trong đây là mình đã có nước cốt dừa trộn vô rồi á. Bây giờ là mình sẽ bỏ cái dừa sáp vô để mình trộn thêm vô nữa, nó sẽ kiểu nó thơm, nó béo hơn nữa. Mời bà cô chú ăn bánh mì. Alice ăn bánh mì nướng với lại bơ với lại pate. Alice ăn là Alice chỉ ăn cái ruột ở trong thôi à, Alice bỏ hết mấy cái vỏ ở ngoài. Alice con ăn cái này nè, con cắn vòng vòng bên đây con ăn vô, chứ không thôi con đưa vô vậy cái miệng con nó bị rách á. Đúng rồi, mình ăn vậy đó. Alice có muốn ăn xôi với mẹ không? Alice ăn xôi không? Lít ăn xôi với mẹ không? Không. Ăn xôi đi. Không. Ăn một miếng thôi, chút xíu thôi, thử một miếng xôi ha. Lít không biết ăn xôi, ông bà cô chú anh chị ơi. Lít chỉ biết ăn đồ của Thụy Điển thôi nhà. Con ăn sữa chua không? Ăn không? Dạ ăn. Ok. Rồi, con đi qua con lấy cái muỗng đi. Con qua con lấy cái muỗng con múc ăn đi. Ok. Đây nè ông bà cô chú anh chị ơi, xôi xong rồi, làm rất là nhanh gọn lẹ luôn. Tại vì á, cái nếp ở bên đây á, cũng không có cứng lắm.
mình ngâm hồi nãy trước lúc mà Sophia với Julia đi học á, là mình do xong rồi cái mình ngâm trong cái nước ấm ấm á, chừng 10 phút 15 phút à, là đồ lên rất là nhanh luôn, khoảng tầm 10 đến 15 phút là xong rồi. Còn cái đậu á là mình đã nấu chín hết trơn rồi. Bình thường á mình nấu đậu là mình sẽ luộc sẵn cái đậu cho chín rồi cái mình bỏ vô từng phần á, đông đá đó cả nhà. Thì khi nào mà ăn á thì lấy ra rã đông một cái là làm nhanh gọn lẹ luôn, mà có là ăn liền à. Vô đây. Đây, ăn sữa chua đi. Lít là chỉ ăn Thị Điển, ăn đồ của Thị Điển thôi. Thị Điển á hả, ăn bánh mì, ăn sữa chua, ăn ngũ cốc, ăn trứng. Chứ Lít đâu có biết ăn đồ Việt Nam đâu, Lít đâu phải là người Việt Nam đâu phải không? Lít người Việt Nam hay là Lít Thị Điển? Con Việt Nam Thị Điển. Con người Việt Nam Thị Điển hả? Mấy cái đồ mà giống như cơm hay là đồ ăn trưa của Việt Nam á thì Lít chịu, Lít thích ăn. Chứ còn mấy cái đồ mà ăn chơi giống như là chè, xôi, chè, bánh của Việt Nam á, Lít cũng không thích ăn nữa. Chỉ ăn bún, phở, mì, cơm rồi thôi. Có chừng đổ không? Lít trốn học bữa giờ nè, Lít trốn học tới chừng nào Lít mới chịu đi học đây? Hay là ở nhà luôn khỏi đi học? Học. Đi học phải, nhớ trường chưa? Nhớ cô giáo không? Nhớ cô giáo. Lít nhớ cô giáo hả? Lít có nhớ bạn không? Có nhớ con biệt xã không? Dạ. Nhớ bạn. Nhớ bạn. Bữa giờ nghỉ một tuần lễ ở nhà rồi, nhớ trường, nhớ lớp rồi. Vậy thôi lát mày chở Lít đi học nha. Ăn xong rồi mình đi học nha. Không. Không. Con xong rồi cám ơn mẹ. Lít ăn hết rồi. Nhưng mà Lít còn cái bánh mì kìa, con ăn bánh mì. Lít lát nữa Lít ăn rau câu không? Lít ăn rau câu không? Mẹ làm rau câu cho Lít ăn nha. Ok. Vô. Uống cà phê cũng cũng ly nữa mà cô chú anh chị mời cả nhà. Hello, I'm Felicia. Hello. Hello. Và hết tại Irish coffee. Ah. Bosworth. Anh hỏi bỏ rượu vô chảnh hay gì vậy mà cũng ly nữa. Thì ở bên Thị Điển nó có cái hay là ở bên không biết nước nào ta, cà phê đó từ nước nào ta, nó kêu Irish coffee. Cà phê Iceland hả? Irish, the Iceland á. Irish. Irish, đó dạ. Cà phê người ta bỏ cái rượu vô á, pha lên uống á. Nhưng mà nói giỡn thôi, cái này là chỉ cà phê thôi chứ không có rượu. Ok, giờ là rau câu, video rau câu. Dạ. Xạo nó chết kỹ tốn nè. Dạ. Mấy đứa nhỏ đó thèm rau câu. Anh mít ảnh là anh không có thích ăn mấy cái đồ tráng miệng của Việt Nam đâu. Ảnh nói nó ngộ lắm. Với lại người Thụy Điển không có quen ăn rau câu á cả nhà. Nói, cái rau câu mà kiểu mà rau câu New Choice cái gì đó, trong rau câu trái cây mà trong cái người ta bán sẵn á, thì cái đó ảnh ăn. Nhưng mà cái loại mà rau câu mình làm rau câu nước cốt dừa với lại bỏ cacao rồi vô á, thì cái rau câu giòn đó anh là không thích ăn, anh thích ăn rau câu dai hơn. Mà có mấy con vịt con á thì rau câu nào cũng thích ăn hết trơn á. Bữa giờ cứ kêu á hả, mẹ ơi làm rau câu cho con. Mà tại vì mình bận thi á, thì bữa nay thi xong rồi là sẽ làm rau câu cho tụi nhỏ ăn. Hôm nay rảnh cả ngày nè, hôm nay là mẹ sẽ đi vô bếp, mẹ làm đủ thứ món á cho tụi con ăn. Đối với em Thư á là con là tất cả không mà cô chú anh chị ơi. Mệt cỡ nào mệt đi nữa cũng á hả, con thích cái gì là làm hết cho con ăn vậy đó. Cho nó kiểu như là thấy mấy đứa nhỏ mà mình rất là đau lòng khi mà nhìn thấy mấy đứa nhỏ mà kiểu thèm ăn cái gì, thòm thèm đồ mà không có được ăn á. Cho nên thôi thà mình nhịn đói, mình không ăn hay mình cực một chút xíu mà mình làm cho mấy đứa nhỏ nó ăn, nó vui á. Lúc cho con không có bị cái cảm giác lúc nào cũng bị thiếu thốn á đó. Làm xong được hai cái ổ rau câu bự luôn nè ông bà cô chú anh chị ơi. Mấy đứa nhỏ đó không có thích mà kiểu mà từng tầng tầng lớp lớp, mà cũng không có thời gian nhiều nữa mà ngồi đợi cho nó từng lớp lớp, cho nên thôi làm rau câu vân thạch như vậy luôn nè. Rau câu. Mẹ lấy dao cho con cắt nha. Tùy theo sở thích của mỗi người á, có người thì thích đổ rau câu ra từng lớp trắng, lớp nâu riêng biệt với nhau á. Nhưng mà nhà của em Thư á là thì lại thích ăn cái rau câu mà nó lẫn lộn chung với nhau vậy đó. Khi ăn thì nó sẽ có mùi cacao rồi nó vừa có cái mùi nước cốt dừa vô.
Mẹ bà cô chú ăn. Bà cháu ngon xéo. Lít là lít mê rau câu lắm, lít thích rau câu lắm luôn. Con có cho chị hai chị ba ăn không? Lít ăn trước luôn, lít không đợi chị hai chị ba về ăn. Mà không sao, còn rất là nhiều cho chị hai chị ba nè. Cái rau câu này mình làm là rau câu nước cốt dừa. Nước cốt dừa rất là béo ha. Rồi cái cho thêm một cái cacao vô nữa, cacao thơm lắm. Dùng cacao nguyên chất á. Mà cái rau câu này mình làm cũng không có bỏ nhiều đường lắm nữa. Con ăn con thấy ok không? Thấy ngon không? Con thích không? Thấy lít ăn là biết là thích lít, lít thích rồi. Chứ mà lít mà đụng vô cái lít ble cái là thôi. Nãy nay con đừng có sắn như vậy, con sắn như vậy nó bị bể hết trơn nè. Con ăn hết miếng nào thì con gấp tiếp theo cái miếng khác. Chứ con đừng có gấp như vậy. Lít ăn hết cái miếng bên trong nó đi rồi lít hả lấy cái miếng mới lít ăn. Ok. Lít có mời ba ăn không kìa. Lá hồi nữa ba đi xuống. Ba ăn không. Không là ba đi cắt cỏ ở ngoài rồi chút xíu nữa ba vô cái con mời ba ăn nha. Lít cho bà cô chú xem cái con ngựa của lít ăn. Bây giờ có một cái môn thể thao là nhảy ngựa như vậy nữa nha cả nhà. Bữa mình coi ở trên tivi á là hả có mấy đứa mấy người lớn luôn hoặc là mấy em bé mấy đứa nít á kiểu cầm cái con ngựa giả như vậy nè, nhảy cà tưng mình cũng không biết thi cái gì nữa. Xong bữa lít coi cái đó xong rồi lít khoái quá cho nên nó hả mua cái con ngựa cho lít nhảy. Lít nhảy đi, nhảy trong bà cô chú xem con nhảy giỏi không. Quần quật từ sáng tới giờ á mệt quá trời quá đất luôn rồi. Mà cô chú xem. Bà cô chú xem. Con ngựa lít làm nó bị xúc. Ủa trời ơi, lít nhét cái cây vô trong đây nè để nó kêu. Lít nhét thêm một cái cây tre ở trong đây nè mà cô chú anh chị cho nên lúc mà nhảy nó kêu cà tẹt mình tưởng nó là bị gãy hay cái gì mà lít khoái như vậy. Quần quật từ sáng tới giờ mệt quá trời rồi. Bây giờ là anh mít ảnh đi rước chị hai chị ba về rồi. Sáng đi học có chút xíu vậy đó, xây qua xây lại. Ai nói ở nhà là sướng đâu cả nhà. Trời ơi, ở nhà hả còn hả trăm công ngàn việc còn nhiều hơn là đi làm nữa. Đi làm còn có thời gian nghỉ ngơi chứ ta nói ở nhà là không có thời gian luôn. Từ sáng tới giờ mới được ngồi nè. Đó. Rồi ngồi xong chút xíu cái chị hai chị ba đi về lại tiếp tục suy nghĩ coi ăn cái món gì nữa, nấu đồ ăn tối cho tụi nhỏ. Mình á thì mình không có thích mấy đứa nhỏ mà kiểu đi học xong về ăn bánh mì rồi này kia đó, sợ tụi nhỏ không có đủ chất á, với lại sợ tụi nhỏ bị ốm bị quở á. Chứ còn người Thụy Điển á là kiểu đi học ở trong trường mấy đứa nhỏ nó được ăn sáng nè, rồi ăn xế, rồi ăn trưa, rồi ăn xế ở trong trường, rồi ăn bốn cử ở trong trường rồi, cho nên mà khi đi về nhà đi đây mẹ giúp cho. Khi mà đi về nhà rồi á là người ta không có nấu đồ ăn đâu, người ta chỉ cho mấy đứa nhỏ ăn sữa chua hoặc là ăn cái bánh mì rồi cái đi ngủ vậy là xong rồi đó. Mình thì mình chịu không có nổi tại vì mình ăn bánh mì suốt ngày mình ăn không có nổi nữa cho nên cũng không muốn cho tụi nhỏ ăn. Rồi, hôm nay Lít muốn ăn gì Lít? Hôm nay tối nay Lít muốn ăn cơm với gì? Hả? Con muốn ăn nhét cái cây vô trong cái hôm nay nhà Nhật ăn cái món này nè cả nhà ơi, món Thụy Điển kêu là sốt grita, là thịt, cái này là thịt sườn á, xong rồi mình nấu ở trong cái nước sốt nấm. Thì cái nấm này là cái nấm cantharen mà hôm bữa mình đi vô rừng mình hái á, xong rồi để dành để nấu nè. Thịt kho nấm kiểu của Thụy Điển. Con thấy ba con bạc bà ai chú, con đi học vậy mấy bà cô chú anh. Lít nè, Lít ngồi, Lít đợi sẵn à. Mẹ bà cô chú ăn. Lít đói bụng chưa? Gặp tới Lít là Lít thích ăn lắm luôn bà cô chú anh chị ơi. Hôm nay Lít biết hôm nay Lít ăn cái gì không? Cơm thịt kho. Ăn cơm với thịt kho. Dạ, Lít giỏi quá, Lít thích nhất là cái món cơm với thịt kho. Ông bà cô chú sao luôn làm gì đó. Julia rụng được cái răng đầu tiên rồi, ông bà cô chú anh chị vui lắm luôn. Julia đợi. Ấy con đừng có để cái dao đó, con để trong cái miệng như vậy. Cái dao này là cái dao ăn cơm, nó không có bén.
nó kiểu nó cắt được thôi đó, không có bị đứt tay khi mà mình để cái tay vô như vậy, nhưng mà nó cũng nguy hiểm, nó chọt vào trong cái miệng con rồi sao. Con bỏ xuống dưới đây như vậy nè. Julia bữa giờ là thấy chị hai rụng cái răng cho nên Julia khoái lắm. Julia nhổ được cái răng này, Julia một cái răng mọc lên rồi. Ông bà cô chú xem cái răng mọc lên rồi. Đâu cho ông bà cô chú xem nè. Nó bị mọc lệch bên trong rồi, nhưng mà đi gặp bác sĩ nha khoa thì bác sĩ nói là không có sao đâu. Nó sẽ khi mà rụng cái răng kia nữa thì nó sẽ trồi ra ngoài thôi à, không có gì hết. Mày bà cô chú ăn. Cho mình nhặt con. Ừ. Con ăn đi. Ăn thịt không, không ăn cơm cái cười vậy hả? Cắt xuống mít kìa. Ăn theo kiểu cô Thị Điển nghe không bà cô chú anh chị ơi, cứ để sẵn trong một cái dĩa như vậy rồi ăn thôi. Đó, hôm nay ăn cơm vậy nè, đơn giản. Cái thịt này tiếng Thụy Điển kêu là thịt curry, thịt nạc dăm hả? Nó có xương á. Ăn với cơm. Ăn cái cơm này tự nhiên cái thèm cái cơm tấm của Việt Nam quá. Vài bữa nữa mình sẽ làm cơm tấm mình ăn. Mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn tối với nhà dịch nha. Lít à, ba mới bắt đầu, mẹ chưa bắt đầu nữa là Lít đã xử xong cái dĩa rồi. Tina qua chơi mà không có khi nào mà Tina ngồi ăn hết trơn á. Video vô là hám mấy rốt. Video smoke cả bùmin mót à. Nè hả. Con ăn thêm cơm với thịt nữa không Alice? Hả? Con ăn cơm nữa không? Con ăn thịt nữa không? Ok, đưa đây dĩa đây, mẹ lấy cho cái dĩa mới nha. Nè, cho Alice nè, cho Alice thêm một dĩa nữa nè. Papa vô again. Ai ngon khoang. Ngon quá. Dài ngon khoang. Ngon lắm. Ngon lắm. Will you smoke cả? Lít đi. Lít đi, lít đi. Nè, ok. Ăn có một hộp cơm vậy đó hả? Det var så lite. Flera då? Med sås då kanske är det mer smak. Så här. Äter ni ris hemma, Stina? Okej. Men Ờ, đút cho bạn ăn đi, đút cho bạn ăn thử đi. Đút đi, mót tay anh nè. Ờ, hôm nay vui quá rồi, hôm nay Tina nó dám thử được đồ ăn của mình luôn ta ơi. Smoke cả rồi. Hả? Ờ, Julia ăn, Julia có thấy ngon không? Chị Tina ăn, chị Tina nói ngon rồi kìa, mẹ mừng quá chừng luôn à. Chị hai chị ba đó từ sáng tới giờ đi học về là cái về vừa mới về tới nhà cái Tina qua kiếm rồi, cho nên tranh thủ ăn lẹ lẹ, ăn xong rồi bây giờ là chạy qua Tina chơi rồi, thì bây giờ là mình sẽ tiếp tục mình nấu ăn tiếp nữa. Bữa giờ là tôi nói thèm bằng bánh trung thu đó cả nhà, nhưng mà kiểu không có cái trứng hột vịt muối đó ở Việt Nam á, thì muốn làm thì chạy ra mua, người ta làm sẵn hột vịt muối.
Bên đây á thì chợ tiệm tàu cũng có bán, nhưng mà từ nhà mình á là muốn đi tiệm tàu là phải đi tới gần 100 cây số mới tới ở trên thành phố, kêu là Jack the Boy á, lên cho nó mua thì sẽ có, nhưng mà thôi đi xa quá làm biếng quá, thôi đi mua hộp gà về. Bây giờ là mình sẽ tự mình làm cái hộp gà muối luôn. Bên này không có hộp vịt cho nên làm bằng cái hộp gà. Thì ở đây là mình đã nấu sẵn cái nước muối rồi nè cả nhà. Thì cái liều lượng của nó là cả nhà mình cứ đổ nước vô ha, miễn sao mà ngập qua cái trứng này. Rồi cái mình cứ đổ muối vô, mình nấu đến khi nào mà đổ muối vô, đến khi nào mà kiểu như là nó không còn tan nữa, nó bị bão hòa như thế này nè, là đạt ha. Thì mình để cho nước nó nguội thì là nguội, còn trứng gà thì mình cũng rửa cho nó sạch rồi xong mình đậm bỏ vô trong một cái keo thủy tinh như vậy, rồi mình đổ vô mình ngâm khoảng 4 tuần là ăn được. Khi mà mình đổ cái nước muối vô á thì cái trứng gà này nó nổi lên trên vậy nè. Thì để cho nó chín đều á thì mình lấy cái dĩa thủy tinh mình để lên trên đây trên mặt á, cho nó chìm xuống dưới cái nước nè. Rồi xong, mình đậy nắp lại, mình để 4 tuần là ăn được. Tí mẹ khoan. Đã quá mà cô chú anh chị ơi. Alice nó hỏi mẹ mệt không, nắm lưng cho mẹ kìa. Mẹ mệt, sáng giờ mẹ làm có mấy món ăn chứ nhiêu, coi như xôi đậu đen nè, đổ rau câu nè, xôi đậu đen đổ rau câu nấu ăn rồi vậy hả, làm trứng muối nữa, làm có 4 món à, mệt quá à. Ôi đã quá, cảm ơn Lít nhiều nha. Trời ơi, có người làm mệt mà có người đấm lưng cho, cái tự nhiên cái mệt nó biến mất tiêu hết trơn á trời à. Ôi mệt quá rồi mà cô chú anh chị ơi, em Thư xin phép dừng video ngày hôm nay tại đây đi. Rất là cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ gia đình nhà dịch. Ông bà cô chú cho nhà dịch xin một like, một bình luận ở bên dưới nha. Nếu mà ai mà chưa đăng ký á, thì ông bà cô chú anh chị nhớ bấm đăng ký nha, để được nhận thông báo khi mà nhà dịch ra clip mới á. Bye bye ông bà cô chú. Chúc ông bà cô chú ngủ